Thưa quý vị, trong chuyến thăm Nhật Bản 2 ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Fumio Kishida. Tại cuộc gặp thì hai nhà lãnh đạo khẳng định Nhật Bản và Đức sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hướng tới hiện thực hóa một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hoan nghênh việc Thủ tướng Đức Olaf Scholz chọn Nhật Bản là quốc gia đầu tiên đến thăm ở châu Á, đồng thời cho biết trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức thì Nhật Bản và Đức là đối tác chiến lược chia sẻ các giá trị chung. Hai nước cần tăng cường hơn nữa hợp tác song phương và trong khuôn khổ G7. Về quan hệ song phương, Nhật Bản và Đức sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hướng tới hiện thực hóa một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do rộng mở, bao gồm việc cả hai nước sớm tổ chức đối thoại hai cộng hai lần thứ hai. Ngoài ra, họ nhất trí thành lập một hội đồng liên chính phủ mới với sự tham gia của Thủ tướng và các bộ trưởng để hai nước thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, dự kiến sẽ bắt đầu triển khai vào năm sau. Về vấn đề quốc tế, hai bên nhất trí cùng nhau hợp tác trong việc ứng phó với cuộc xung đột Nga-Ukraine, khẳng định tầm quan trọng của việc G7 tiếp tục thống nhất và hợp tác. Một tòa nhà 6 tầng đã bị sập vào giữa trưa nay tại phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hiện có rất nhiều người đang bị kẹt trong đống đổ nát do tòa nhà này có một nhà hàng, một khách sạn và một rạp chiếu phim. Các video đăng trên mạng xã hội cho thấy vụ sập nhà ở tỉnh Hồ Nam gây ra một cột bụi lớn bốc lên bầu trời và dưới mặt đất là những đống mảnh vụn kết cấu xây dựng. Lực lượng cứu nạn đang chạy đua để tìm kiếm các nạn nhân. Nhà chức trách chưa nhận được báo cáo về con số thương vong cụ thể và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tháng 1 vừa qua, một vụ nổ tình nghi do do dị khí ga cũng đã khiến một tòa nhà ở thành phố Trùng Khánh sập, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Ngân hàng Trung ương Nga thông báo tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản lần thứ hai liên tiếp từ mức 17% xuống còn 14%. Trong khi đó, thì đồng rúp có xu hướng tăng giá so với đồng đô la Mỹ. Mức lãi suất 14% của Ngân hàng Trung ương Nga sẽ được áp dụng từ ngày 4 tháng 5 tới, còn trong phiên giao dịch ngày 29 tháng 4, đồng rút của Nga chạm tỷ giá hối đoái so với đồng euro cao nhất trong hơn 2 năm qua nhờ các biện pháp kiểm soát vốn hiện có, cũng như các khoản thanh toán thuế của doanh nghiệp Nga hỗ trợ sắp tới, sau khi Moscow nâng cao vị thế trong tranh chấp khí đốt với châu Âu. Cụ thể đồng rúp đã tăng hơn 1,1% so với đồng euro lên mức 75,43 rúp đổi 1 euro. Ngoài ra đồng nội tệ Nga cũng tăng hơn 1,6% so với đồng đô la Mỹ ở mức 70,92 rúp đổi được 1 đô la. Đã từng có thời điểm tỷ giá này là 70,90 mức cao nhất trong 6 tháng trở lại đây. Đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã công bố một cơ chế thanh toán mới cho các hợp đồng năng lượng từ nước này, đồng thời mạnh tay ngừng cung cấp khí đốt cho các quốc gia phản đối việc thanh toán bằng đồng rúp. Sự bối cảnh này, thì một số tập đoàn năng lượng của EU đang chuẩn bị sử dụng một hệ thống thanh toán mới cho khí đốt của Nga. Giới chuyên gia cho rằng là điều này sẽ đe dọa sự thống nhất của toàn khối. giữa lúc các kỳ thanh toán hợp đồng năng lượng mua của nga sắp tới gần một số nhà phân phối khí đốt ở đức áo hungary và slovakia đang có kế hoạch mở tài khoản rút tại ngân hàng gabrom bank ở thụy sĩ để đáp ứng yêu cầu thanh toán mới của nga trong khi đó financial times cho biết công ty năng lượng nhà nước nga gabrom và các đối tác châu âu đang tăng cường đàm phán khi thời hạn thanh toán đến gần các tập đoàn này bao gồm hai trong số những nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của nga uniper có trụ sở tại Düsseldorf, đức và OMV có trụ sở tại Viên, Áo. Chúng tôi đã phân tích yêu cầu của Gazprom về các phương thức thanh toán mới và hiện đang nghiên cứu một giải pháp cũng có thể tuân thủ được các lệnh trừng phạt của EU. Sự chuẩn bị của các tập đoàn lớn này cho thấy nỗ lực của Nga trong việc sử dụng khí đốt như một lá bài mạnh mẽ, thách thức mặt trận thống nhất của Liên minh châu Âu-EU đã có kết quả. Vào cuối tháng 3, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một sắc lệnh yêu cầu những quốc gia được coi là không thân thiện thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. Theo đó, các công ty này phải mở cả tài khoản ngoại tệ và tài khoản rúp tại Gazprombank. Biện pháp được coi là một cách vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt của EU đối với ngân hàng trung ương Nga. Tỏ ra cứng rắn, Ba Lan và Bulgaria đã từ chối yêu cầu của Điện Kremlin và cả hai nước này đã bị Gazprom cắt nguồn cung khí đốt từ ngày 27 tháng 4 vừa qua. Thực tế hiện nay, Ủy ban châu Âu đang phải chật vật ứng phó với các yêu cầu của Moscow. -cơ, cơ quan này đã ban hành hướng dẫn chính thức, thừa nhận rằng hệ thống tài chính do Điện Kremlin đề xuất có thể phù hợp với các lệnh trừng phạt với một số điều kiện. Theo cơ chế mới của Nga, các công ty châu Âu sẽ tiếp tục thanh toán Gazprom Bank bằng euro, bảo đảm rằng họ không vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau đó Gazprom Bank, ngân hàng không bị EU trừng phạt, sẽ đổi tiền gửi từ euro thành group để thanh toán cho Nga. Điều này có thể giúp Nga thu về hàng tỷ doanh thu từ khí đốt để hỗ trợ nền kinh tế. Các quốc gia châu Âu giờ đây dường như không còn lựa chọn nào khác. Các chuyên gia kết luận nếu EU cố gắng trừng phạt Gazprombank để làm gián đoạn cơ chế thanh toán này thì nguồn cung khí đốt cho khối sẽ bị cắt đứt. Ủy ban châu Âu thừa nhận động thái cắt nguồn cung khí đốt cho Bulgaria và Ba Lan của Nga là một thách thức. Giá cả được thỏa thuận bằng euro hoặc đô la Mỹ. Điều đó có nghĩa là để mua một lượng khí đốt nhất định, bạn phải trả một số tiền tương ứng bằng euro. Đó là cách giải thích duy nhất. Điều quan trọng là phải duy trì sự thống nhất của EU. Chúng tôi đang cân nhắc một hình thức thanh toán chuyển đổi để vừa bảo đảm được lệnh trừng phạt, vừa đáp ứng được sắc lệnh của Nga. Đối với công ty chúng tôi, việc sống mà không có khí đốt Nga trong thời gian trước mắt là không thể, sẽ có những hệ quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế. Theo các quan chức Italia, hướng dẫn của Ủy ban châu Âu về việc cơ chế thanh toán của Gazprom có vi phạm lệnh trừng phạt hay không rất mơ hồ. Trong khi đó, Bộ trưởng kinh tế Đức Robert Habeck ngày 27 tháng 4 cho biết, cơ chế thanh toán của Nga là con đường mà EU đã vạch ra đó là con đường tương thích với các lệnh trừng phạt theo tôi hiểu làm theo cách này các công ty đức đang tuân thủ hợp đồng của họ hầu hết nước eu đang áp dụng cách tiếp cận này Khách du lịch tập trung đông đúc tại các sân bay, ga tàu trên khắp Nhật Bản trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ tuần lễ vàng. Đây cũng là lần đầu tiên trong 3 năm qua, người dân Nhật Bản không phải bước vào dịp nghỉ lễ này trong tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh COVID-19. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng đặt vé tàu máy bay tại Nhật Bản đã tăng mạnh nhưng vẫn chưa thể phục hồi về mức trước đại dịch. Các chuyến bay nội địa của các hãng hàng không như Japan Airlines hay All Nippon Airways gần như đã được đặt hết. Lượng vé máy bay nội địa và quốc tế đều có mức tăng trưởng ấn tượng, lần lượt cao hơn 1,7 lần và 4,7 lần so với năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm, bốn cổng kiểm soát an ninh của sân bay Haneda mở cửa trở lại. Lượng khách đặt vé đi các chuyến tàu siêu tốc cũng tăng 56% trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 4 đến mùng 9 tháng 5. Chính phủ Nhật Bản đã tháo dỡ các biện pháp ngăn chặn Covid-19 trên toàn quốc từ ngày 21 tháng 3, cho phép các nhà hàng và các doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại. Trong tuần lễ vàng, người lao động ở Nhật Bản được nghỉ làm, họ thường đi du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi và mua sắm. Trong khi đó, thì Liên minh châu Âu-EU sẽ gia hạn sử dụng chứng chỉ kỹ thuật số COVID-19 thêm một năm, tức là vào cuối tháng 6 năm 2023. Chứng chỉ số COVID-19 của Liên minh châu Âu yêu cầu khách du lịch chứng minh đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc đã được xét nghiệm âm tính với COVID-19 hay phục hồi sau khi bị mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng qua. Việc sử dụng chứng chỉ này được thông qua vào tháng 6 năm 2021 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tự do ở EU trong thời kỳ đại dịch. Các nghị sĩ của Nghị viện châu Âu cho rằng chỉ nên chấm dứt việc sử dụng chứng chỉ này khi đại dịch kết thúc, cùng với việc kéo dài hiệu lực của chứng chỉ số Covid-19 đến cuối tháng 6 năm 2023, những thay đổi cũng cho phép các quốc gia thành viên cấp chứng chỉ thử nghiệm dựa trên các loại xét nghiệm kháng nguyên mới. Đan Mạch đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tạm dừng chương trình tiêm chủng COVID-19 quốc gia. Cơ quan y tế Đan Mạch tuyên bố dịch bệnh đã được kiểm soát. Tỷ lệ bao phủ vaccine của dân số Đan Mạch cao với 89% người dân từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm phòng đầy đủ. Từ ngày 15 tháng 5 trở đi, người dân Đan Mạch sẽ không còn được mời đi tiêm vaccine COVID-19, nhưng họ vẫn có thể đến các địa điểm tiêm chủng để hoàn thành nốt mũi tiêm của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.